For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây, mời quý vị đến với thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam nêu 4 đề xuất hợp tác Mekong Lan Thương hướng tới tương lai tốt đẹp. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề cao sự hợp tác của 6 nước, nêu 4 nhóm ưu tiên chính hướng tới tương lai tốt đẹp cho người dân khi dự hội nghị Ngoại trưởng Mekong Lan Thương. Ngày 7 tháng 12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong Lan Thương MLC lần thứ 8 đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các nước thành viên gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá cao những kết quả quan trọng mà hợp tác MLC đã đạt được trong thời gian qua, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân 6 nước. Trong phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, MLC là cơ chế xuất phát từ người dân, vì người dân và đề xuất hợp tác MLC hỗ trợ chiến lược phát triển của các nước thành viên. Các bộ trưởng hoan nghênh việc triển khai dự án, chương trình trong lĩnh vực ưu tiên về kết nối, năng lực sản xuất, kinh tế qua biên giới, quản lý nguồn nước, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Các bộ trưởng đánh giá cao những tiến triển đạt được trong hợp tác quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong Lan Thương, trong đó có việc triển khai thỏa thuận giữa 6 nước về chia sẻ dữ liệu thủy văn cả năm và các nghiên cứu chung về dự báo lũ lụt, phòng chống thiên tai. Các bộ trưởng đánh giá cao quỹ đặc biệt Mekong Lan Thương đã hỗ trợ các nước thành viên thực hiện hơn 700 dự án vừa và nhỏ trong nhiều lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, du lịch, quản lý nguồn nước, môi trường, y tế, xóa đói giảm nghèo, trao quyền cho phụ nữ. Trên cơ sở những thành tựu vừa qua, các bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác MLC theo hướng ưu tiên đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các nước thành viên hiện đại hóa đất nước và tạo thêm động lực mới cho hợp tác tiểu vùng. Các bộ trưởng nhất trí nghiên cứu khả năng thành lập hành lang đổi mới sáng tạo Mekong Lan Thương, lấy người dân làm trung tâm, phát triển vành đai kinh tế Mekong Lan Thương, tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế, thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch và tăng trưởng xanh. Các bộ trưởng khẳng định tiếp tục ưu tiên hợp tác quản lý nguồn nước sông Mekong Lan Thương, đẩy nhanh hoàn thiện kế hoạch hành động hợp tác tài nguyên nước MLC giai đoạn 2023-2027 và ủng hộ Việt Nam tổ chức hội nghị bộ trưởng hợp tác nguồn nước MLC lần thứ 2 trong năm 2024. Hội nghị cũng nhất trí đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và du lịch. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng và tiếp tục đóng góp tích cực cho hợp tác giữa 6 nước hướng tới mục tiêu xây dựng tương lai tốt đẹp cho người dân. Bộ trưởng đã đề xuất 4 nhóm ưu tiên hợp tác MLC thời gian tới. Thứ nhất, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, từng bước chuyển đổi từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua đối thoại chính sách về kinh tế số và an ninh mạng, hợp tác phát triển nguồn nhân lực số, thành phố thông minh, số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ và khuyến khích xây dựng hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thế hệ mới trong ngành công nghiệp sản xuất. Thứ ba, bảo vệ môi trường và chuyển đổi tăng trưởng xanh thông qua tăng cường hợp tác phát triển nền kinh tế xanh, tuần hoàn sinh học, năng lượng sạch và tái tạo, phát triển nông nghiệp thông minh. Thứ tư, thúc đẩy hợp tác thương mại, xây dựng chuỗi cung ứng thông minh, hỗ trợ kết nối MSMEs với các doanh nghiệp đa quốc gia, cải cách môi trường đầu tư. Quý vị thân mến, thông tin này đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất chúng tôi liên tục cập nhật về tình hình trong nước và quốc tế, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.